Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Đông Anh thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Hoàng Văn Phương, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại thôn 7, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng về tội trộm cắp tài sản. Cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội là đối tượng Hoàng Văn Hạnh, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn An Mô, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Và đối tượng Đoàn Văn Dũng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại thôn Liên Đồng, xã Thanh Liên, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An, bị Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản. Số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an 0692345860 hoặc 069 1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.